mẹ con đều là pháp sư. Anh trai con cũng có sức mạnh phép thuật, còn con thì không. Phép thuật bây giờ không còn được chuộng nữa rồi. Tiến bộ kỹ thuật thời nay mới là thịnh hành. Ôi các công dân, tất cả những ai có sức mạnh phép thuật đều được đức vua mời tới hoàng cung để biểu diễn năng lực. Wow. Xin mời. À. Đó là cái bẫy đó. Đức vua đang tìm cách loại bỏ toàn bộ pháp sư. Họ sẽ bị trục xuất sang xứ sở gương thông qua cánh cửa ma thuật. Mẹ, dừng lại! Bây giờ thì hai người đang ở trong xứ sở gương đó. Phải có cách để rời khỏi đây chứ. Chỉ có bóng ma của nữ hoàng mới tìm ra kẻ đã đánh bại nàng. Chẳng còn cách nào khác đâu. À? Đôi khi tin tưởng kẻ thù cũng là cách duy nhất để tự cứu bản thân mình. Con chính là một cô bé bình phàm, luôn mong biết xoay sở tìm ra một cách thoát khỏi mọi tình huống khó khăn con gặp và vượt qua mọi thể loại chướng ngại. Và con là người duy nhất có thể cứu họ ra khỏi đó. Ăn đây! Ngươi phải cố gắng hiểu cho vị thế của ta. Thường dân chúng ta sẽ luôn luôn chịu cảnh nguy hiểm chừng nào bọn pháp sư kia sống chung với ta. Có ai ở đây không? Hả? À, bà chúa Tuyết, bà cũng thấy tờ quảng cáo đó luôn sao? Không thể ngờ được cuộc thi đó lại khó tới như vậy.